Rayleigh, cậu ổn mà? Thở nào, sao là ông cứ phải chọn lúc này mà xuất hiện vậy? Rayleigh sắp có cuộc thi lớn như vậy, lỡ như cậu ấy thua thì sao? Ổn thôi mà, cậu chỉ cần thoải mái thôi. Mình không thể. Cậu ấy đi đâu vậy? Mình biết đâu. Không thể nào, gì mới xảy ra vậy? Chúng ta phải giúp cậu ấy. Có ai ở đây biết sơ cứu không? Quá muộn rồi, cậu ấy đi rồi. Nhường đường đi mấy cháu, ta cần kiểm tra thử để nghe nhịp tim thế nào. Chẩn đoán con bé thực sự đã đi rồi. Việc này sao có thể xảy ra? Đúng là ác mộng. Cậu dùng cậu ấy đến đường này. Mình đi đây, mình không muốn thành một phần bữa tiệc chết chóc kinh dị này đâu. Đến lúc chuộng rồi. Chờ đã, không ai được đi đâu hết. Ước gì mình cũng có ngọn lửa mát trên đầu. Nhưng không, không được rồi. Tất cả đều là nghi phạm. Tụi mình vẫn có thể cứu cậu ấy. Đợi một chút, mấy bạn dưới bình luận ở dưới, bạn nghĩ ai là người đứng sau cái chết của Lo Âu? Là một trong số các cậu. Và mình sẽ tìm cho ra là ai. Bắt đầu cuộc điều tra thôi. Sao mình bị còng tay hết vậy? Chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Im lặng. Được rồi, quay lại câu hỏi chính. Ai trong số các cậu đứng sau cái chết của Lo Âu? Là xấu hổ hoặc buồn bã? Mình bảo yên đi. Và mình phải làm gì với đống lửa này đây? Chắc là mình sẽ đăng trong phần bình luận dưới bức ảnh. Cậu có sao không? Khá thông minh nhỉ. Giờ quay lại việc chính. Mình có ký ức của mấy cậu ở đây rồi. Đến lúc gọi một nhân chứng. Nên chọn ai đây? Làm ơn đừng là mình. Được, mình sẽ gọi cậu ra làm chứng. Mình chưa sẵn sàng. Mình nói buồn bã. Đừng làm ơn, chọn người khác đi. Bình tĩnh. Cái gì? Con chuột đất này đâu ra vậy? Ngươi gặp rắc rối rồi. Giờ ta tới đâu rồi? Buồn bã, bước lên đi. Như cậu muốn. Thưa ngài, mình không có gì để giấu hết. Mình sẵn sàng làm chứng rồi. Vậy cậu còn chơi gì nữa? Được rồi, chuyện là như thế này. Mình làm sao để giúp Rayleigh đây? Này cậu, mình là Lo Âu, rất vui được gặp cậu. Wow, bản điều khiển xịn thế. Từ giờ sẽ do mình tiếp quản. Để cho mình. Không đời nào của mình mà. Rayleigh, mình làm cậu thất vọng rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, chờ đã. Vậy ra đấy là cách cậu giết cậu ấy. Cậu là tên sát nhân. Sẵn sàng mặc thử đồ tù nhân chưa? Chờ đã, cậu chưa nghe hết mọi chuyện mà. Vẫn còn nữa. Mình đã làm gì? Thở nào. Mình thật sự xin lỗi, nhưng mình phải đi rồi. Tạm biệt. Mình không để cậu đi đâu. Cậu phải sống lại. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác sốc như vậy. Cảm ơn bạn Hiền, cậu đã cứu mình. Mọi chuyện xảy ra như vậy đấy. Mình không có tổn thương ai hết. Được rồi, đi xuống đi. Cảm ơn thưa ngài. Ôi trời, tháo con tay này ra thì tốt hơn. Ai là hung thủ thật sự đi? Mấy cậu trông thật đáng nghi. Đến lúc khai nhận rồi. Gánh tị. Mình không thể nào, mình không lên đấy đâu. Sao cậu dám phản kháng quý tòa? Ngọn lửa đầy quá. Mình sẽ thử lại lần nữa. Cậu ấy làm kiểu gì vậy? Đợi chút, mình cần hạ nhiệt đã. Lên đi đi. Được rồi, okay. Đang lên đi. Ở đây hơi chật chội, mình chẳng thấy gì cả. Mình phải chờ cậu mãi chắc. Bước lên coi. Đợi chút, mình phải để cái bệ bên dưới. Và đây là quả cầu ký ức của mình. Mình không giới tới được. Cậu rắc rối thật. Nè, cảm ơn nha. Bình tĩnh lại, cậu cần phải nói cho xong. Tiếp tục đi. Mình sẽ cho mấy cậu thấy chuyện là như thế nào. Hy vọng cậu ấy thích nó. Ôi không. Cậu đúng là nữ hoàng drama. Cho cậu này. Mình thích hoa hồng lắm. Sao cậu ấy có thể. Mình thích cậu ấy như vậy. Không còn lựa chọn nào khác.
mình phải dùng thuốc bí mật của mình. Thứ duy nhất có thể giúp mình vào lúc này, thêm một chút vào thôi. Gì? Sát nhân, cậu hạ độc lo âu bằng thứ này. Nhìn đi, mình có bằng chứng rồi. Đúng là ác mộng. Cho cậu ấy vô tù đi. Đưa chân cậu đi. Từ đã, cậu chưa nghe toàn bộ câu chuyện. Thuốc của mình là thứ duy nhất giúp được mình lúc này. Đến lúc nói tạm biệt tình yêu rồi. Xong. Mình không cần mặc dây chuyền này nữa. Tạm biệt. Chúng ta không thuộc về nhau. Hy vọng vẫn giữ thích kiểu tóc mới của mình. Lo âu, mình có thứ này cho cậu. Bây giờ mặt dây này là của cậu. Wow, cảm ơn nhiều nhé cô gái. Mình nói sự thật. Được rồi, mình tin cậu. Gánh tị, cậu vô tội. Cậu có thể đi xuống. Thấy chưa, mình nói rồi mà. Mình phát chán cái còng tay rồi. Thật tốt khi thấy cậu được tự do. Quá là dễ mà. Người tiếp theo. Xấu hổ. Mình sợ nói trước đám đông. Không thể chấp nhận được. Cậu đang xúc phạm quý tòa đấy. Thưa ngài, ngài phải bình tĩnh lại. Lên đây đứng ngay. Được rồi, đừng có la lối mình. Mình sẽ nói hết mọi chuyện. Không có gì để giấu cả. Đang chờ để nghe đây. Mọi chuyện xảy ra là thế này. Này xấu hổ, cậu đúng là đồ thua cuộc. Đừng có gây sự với mình nữa. Vui mà, có chuyện gì với Riley vậy? Mình cảnh cáo cậu, đừng có gây sự với mình. Biết tay mình đi. Cậu làm gì? Cậu sẽ không bắn mình chứ hả? Ừ? Giờ mình biết rồi. Cậu đã sát hại cậu ấy bằng súng. Sao cậu có thể? Cậu là hung thủ. Cậu làm mất thời gian quá. Tự đã, mấy cậu vội vàng kết luận vậy. Đừng có hòng nói ngọt với mình. Mình chưa kể hết toàn bộ câu chuyện mà. Nghe mình đã. Mình làm cậu sợ à. Nè, cầm lấy, cậu muốn đấu tay đôi. Đúng vậy, để xem ai mới thực sự thua cuộc. Bắt đầu trận chiến thôi. Phòng thủ đi. Wow, hú hồn thật. Giờ thì tới mình. Thử bắn mình đi. Đừng có né nữa, nhận lấy. Không. Không tệ, xíu nữa là được rồi. Nhưng mình thắng trận này nhé. Mình tiêu rồi. Ôi, cậu làm đau mình. Đau quá đi mất. Mình chết mất. Như diễn viên vậy. Cậu thắng mình rồi. Cũng thú vị thật. Giờ thì mình đình chiến thì sao? Thật đấy à. Mình ok. Làm bạn thân nhau đi. Vậy đấy. Tụi mình chỉ chơi chơi thôi. Được rồi, cậu đi xuống đi. Xấu hổ không có tội. Ra khỏi tầm mắt mình đi. Mình đi đây thưa ngài. Cậu làm tốt lắm. Mình rất tự hào về cậu. Mình chỉ muốn ngồi im lặng thôi. Lên đây đi. Quý tòa kêu chán nản lên bụng. Chị, mình có biết gì đâu. Lời của tòa là luật. Bảo vệ quyền của Dendrup. Dendrup cũng muốn sống. Lên bụng ngay lập tức. Mất thời gian quá. Cậu phiền quá đi. Quả cầu ký ức của mình đâu rồi? Bắt đầu đi. Thật là mất thời gian quá. Cái ghế này êm quá. Chuyện gì ở đây vậy? Này cậu, mình quyết định nghỉ ngơi một lát. Quyết định cậu sao? Đây là ghế của mình. Không ai có quyền nằm mà không xin phép. Là do lỗi của cậu. Cái gì? Giờ mình biết rồi. Cậu chen gối làm cậu ấy ngạt thở. Bắt cậu ấy. Vui lòng nha, đứng yên. Đủ rồi, để mình nói hết. Đây, cầm lấy cái gối. Với cái này, cậu sẽ thoải mái hơn nhiều. Quá là hoàn hảo, cậu tuyệt vời nhất. Mình là chuyên gia về ghế mà. Và cậu đã không tin mình. Được rồi, cậu nói đúng. Chán nản, trắng án. Chào nha. Chỉ còn cậu thôi, mình gọi vui vẻ lên bục đứng. Mình sẽ không nói gì mới hết. Mình phát chán việc này rồi. Lần nào cũng như lần nào. Cậu trai trẻ, chú ý cách cư xử. Ra khỏi đấy đi. Vâng thưa ngài. Đây là ký ức của mình. Nghe cho cẩn thận. Có dán kìa.
cậu đã làm gì? Ôi, có lẽ là mình tưởng tượng ra. Và ai đây? Xin chào, lo âu. Đến lúc cho mọi người biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Phải làm cậu ấy bình tĩnh lại. Xin lỗi nha. Ai tắt đèn vậy? Sao tối quá vậy? Hay là do mắt mình thôi? Mình sợ quá. Ôi, giờ đi cá nát. Làm việc của ngươi đi. Ngủ đi. Giờ mấy cậu biết ai làm rồi? Có tôi. Cậu cố làm tổn thương cậu ấy. Tên khủng, tên hung thủ. Từ đã, Riley có cuộc thi quan trọng. Mình không muốn cậu ấy áp lực. Mình hoàn toàn quên mất Riley rồi. Sao mình có thể chạy đi? Để xem cậu ấy tính làm gì. Mình đói bụng quá. Phải chờ bao lâu mới có đồ ăn đây? Mình muốn ăn ngay bây giờ. Đồ ăn, đồ ăn. Đồ ăn xong rồi, ăn ngon miệng nha. Gì đây? Món này rất là kinh khủng luôn. Ghê quá đi. Không nên vứt đồ ăn. Tụi mình sẽ bị phạt mất. Bà tốt lắm. Nơi này vui quá đi. Cho mọi người làm quen nhau nha. Mình là Lo Âu. Tóc đẹp đấy. Cậu như tiên cá vậy. Đừng có đụng vào. Vui lên đi. Mấy cậu đều rất tuyệt. Lúc này để làm gì vậy? Mình muốn nhấn cái ghê. Ngừng lại. Này, sao keo quá vậy? Bỏ tay ra khỏi cái nút đi. Cậu gắt ghê. Bước ra khỏi bảng điều khiển. Gây. Rồi rồi. Cứ nhấn nút một mình đi. Đến lúc vực tinh thần Riley dậy rồi. Không công bằng. Sao mấy người họ được mà mình lại không? Chờ đấy. Mình biết cách rồi. Sớm thôi mình sẽ kiểm soát được hành vi của Riley. Và mình sẽ nhốt hết những cảm xúc khác lại. Mấy cậu ấy sẽ biết đụng vô Lo Âu thì thế nào. Nay mình học được bài thơ. Mưa, mưa, lại và chơi. Ôi không, sai rồi. Mình bất lực rồi. Tới cậu. Quên bài trước mặt cả lớp. Chế độ lật ngược kích hoạt. Mình làm hỏng hết rồi. Mình không nhớ phần điệu. Thấy mà đau lòng quá chừng. Ngưng đi. Đủ rồi đấy. Cậu nhấn chìm cả lớp trong nước mắt luôn rồi. Chờ đấy. Vui vẻ đâu rồi? Cậu làm gì vậy? Thả mình ra. Cứ tự nhiên nha chị gái. Chìa khóa cho tự do mình cầm. Nên cậu sẽ ở đây một thời gian. Chào nha. Đúng là đồ phản bội ghê gớm. Cứu, thả mình ra khỏi đây mau. Không tìm được cậu ấy. Sao cậu nằm đây không chịu làm gì? Không làm gì? Ly cocktail này không tự mình uống được. Cái nhóm gì vậy trời? Gì đây? Nhanh lên, tới đây. Xem mình thấy gì nè. Trông thật kinh khủng. Ai đó săn tìm tụi mình. Tụi mình sẽ chết hết. Chết thì thật buồn. Cậu có thể không khóc lên người của mình không? Cậu có dính líu tới, thừa nhận đi. Cậu trừ khử vui vẻ phải không? Bình tĩnh, đồ nóng tính. Nhìn này, có tên mình luôn mà. Có nghĩa là mình cũng bị tìm đấy. Mấy cậu, tụi mình quên mất Riley rồi. Có vẻ như đang đọc truyện tranh. Mắt mình mở không nổi nữa rồi. Đã đến lúc Riley phải đi ngủ. Sao mình có thể tự làm mình xấu hổ trước mặt cả lớp như vậy? Các bạn sẽ cười mình mãi thôi. Được rồi, đến lúc tụi mình cũng phải nghỉ ngơi rồi. Mình sẽ không ngủ khi còn... tên sát nhân. Mình trốn sao cậu được không? Yêu, đừng đụng vô mình. Bớt hoảng đi. Tụi mình sẽ thay phiên canh chừng. Mình không tin cậu ấy. Gấu bông ơi, bảo vệ mình. Mình muốn một cái giường đàng hoàng. Ngủ đi, mọi thứ vẫn đang được kiểm soát. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi. Mình có ý này. Mái tóc đáng thương sẽ mọc lại thôi. Giờ dùng nó làm chìa khóa. Ngon, được rồi nè. Ta sẽ bắt được ngươi. Ngớ ngẩn, cậu là người tiếp theo đấy. Tiếng ai hét vậy? Mình cũng nghe thấy. Chuyện gì vậy? Giận dữ đâu rồi? Nhìn này, đây là búa của cậu ấy.
cậu ấy bị giết rồi. Tụi mình tiêu. Chỉ cần vừa nữa thôi. Thêm xíu nữa. Sắp rồi. Ồ, có người đang tới. Mình sẽ giả vờ ngủ vậy. Xích qua nào anh chàng to bự. Giờ cậu sẽ ở đây. Tôi biết cậu chính là tên sát nhân mà. Mở lòng ra. Một ngày tốt lành nha. Đôi tình nhân ngọt ngào. Cái gì? Tình nhân ngọt ngào? Vui vẻ, cậu tèo rồi hả? Mình vẫn còn sống. Vẫn sống nha. Và mình có kế hoạch ra khỏi đây rồi. Cậu khéo léo hơn mình nghĩ đấy. Tên sát nhân có thể ở bất cứ đâu. Mình phải luôn cảnh giác. Giận dữ, ra đi. Cậu có nghe thấy không? Cậu ấy cũng không ở đây. Tụi mình đều sẽ đi đời hết. Mình thấy thứ này. Yêu, tờ giấy này trên nền đất. Ôi trời, các cậu phải xem đi. Giờ thì rõ, cậu ấy chầu trời rồi. Ai cũng có thể là người tiếp theo. Thật là bi kịch. Đừng lại gần mình. Mình không tin ai trong các cậu hết. Cẩn thận với thứ đó. Mình không muốn tới thiên đường cảm xúc đâu. Bình tĩnh đi. Tên sát nhân thực sự là lo âu. Cậu ta đi đâu rồi? Có ai thấy cậu ta không? Này, sao mấy cậu không ngủ đi? Tụi mình biết cậu là sát nhân rồi. Cậu đã ở đâu vậy? Trong nhà vệ sinh. Đi kiểm tra nếu cậu muốn. Yêu ơi, không cảm ơn. Mình tin cậu, tránh xa mình ra. Cậu chọn khóa dở ẹt. Đưa cho mình nào. Mình sẽ tự làm được. Đưa cái chìa khóa ngu ngốc đây. Ôi, vụng về thật đấy. Chẳng có gì to tát, bình tĩnh đi. Tụi mình sẽ tìm ra cách thôi. Ai trong tụi mình là sát nhân? Giữ khoảng cách đi. Đừng đem vi trùng lại gần mình. Giờ mình phải sát khuẩn tay đã. Mình không tin ai ở đây hết. À, cái chuồng ngu ngốc. Làm sợ ghê, giận lấy. Bình tĩnh nào. Phẩm giá đi đâu rồi? Xin lỗi, mình chỉ quá lo lắng thôi. Nhìn đi, tới giờ Riley phải dậy rồi. Mình tắt chế độ ngủ đây. Ai, tiếng gì kinh khủng vậy? Rồi rồi, dậy rồi đây. Đừng kêu nữa. Đến lúc phải chuẩn bị đi học rồi. Mình thật sự không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác. Kế hoạch hành động là gì? Mình không biết. Chờ đã, chán ghét đâu. Ôi không, cậu ấy cũng mất tích rồi. Tình xấu. Chán ghét đã bị giết rồi. Cậu ấy đã chết. Không thể là thật được. Tránh xa mình ra. Tình sát nhân lén lút. Dừng lại. Mình không có liên quan gì hết. Tụi mình ở đây nãy giờ mà. Có lý. Nhưng mà cứ tránh xa ra đi. Đúng là chỗ thấy ghê. Và hai cậu cũng ở đây luôn. Giờ cậu gặp rắc rối rồi. Bình tĩnh, tụi mình cần hành động như một nhóm đoàn kết. Ý kiến này là mình thấy ghê. Mình không thể chịu đựng nổi cậu ta. Giả vờ là mấy cậu làm lành đi. Ai đây? Có vẻ như mấy cậu cần giúp đỡ. Hachi, thật vui khi được gặp cậu. Cậu tới cứu tụi mình hả? Mình không mở khóa được. Mình không có tay. Nhưng trong người mình, cậu sẽ tìm thấy dụng cụ để ra ngoài. Bắt được cậu rồi. Mở mình ra đã. Cậu ấy muốn mình nhìn vào trong. Làm thôi. Cậu giấu gì cho tụi mình vậy? Tránh xa mình ra. Đây là lời cảnh báo cuối đấy. Mình nghĩ sợ hãi là tên sát nhân. Hãy ra khỏi đây thôi. Vậy đi và tránh xa mình ra. Ôi không, mình quên mất. Riley hôm nay có môn khúc côn cầu. Mình cần tập trung vào trận đấu. Chuyện gì vậy? Mình nghĩ mình bị hoảng loạn rồi. Mình mất kiểm soát bảng điều khiển rồi. Trong tình trạng này không thể đi trên băng được. Sao vậy con? Bà tới xem trận đấu của tụi mình. Cứu! Chú là ai? Con yêu, con không nhận ra ba sao? À, tránh xa con ra. Con nghĩ gì vậy? Ôi, mấy cái đứa trẻ này. Bà tới trận đấu để thêm vào bộ sưu tập ký ức tồi tệ. Úi, mình không biết gì hết. Mình không có ở đây. Để xem cậu có gì nào. Được rồi, không phải giờ. Bao Chi, cậu hứa giúp tụi mình rồi. Có ai đang tới? Buồn bã, cậu cũng bị bắt rồi. Mình xin lỗi, mình không cứu các cậu được rồi. Chỉ còn một nhỏ nữa thôi. Thật vui vì các cậu đều còn sống. Tụi mình cũng vui khi thấy cậu. Giờ thì ra khỏi đây thôi. Hy vọng của tụi mình đặt lên Bao Chi hết. Thôi nào, đưa tụi mình thứ hữu dụng nha. Có rồi. Buồn bã, lo âu. Mình cần các cậu giúp. Họ giận mình sao?
Riley đang làm gì vậy? Mình bị sao vậy nè? Sao mình không kiểm soát được nỗi sợ? Mình đang sợ cái gì? Mình muốn trốn khỏi mọi người. Đừng đụng vào mình. Riley, con ở đây hả? Mật mã đỏ, ba sẽ la mình vì bỏ lỡ mất trận đấu. Riley, ra đây. Ba không làm gì đâu. Đừng đụng vào con. Vậy là con ở đây. Đừng ăn ta, con quái vật ghê gớm. Ba, ba chỉ muốn nói chuyện thôi. Sao con sợ quá vậy? Chuyện gì ở đây vậy? Cậu điều khiển Riley sao? Buồn bã đâu? Chỉ còn mình thôi. Tên sát nhân. Cái này không giúp được gì nhiều. Mình không tìm được thứ gì hữu ích cả. Vậy đấy, không còn gì trong đó hết. Xin lỗi, mình giúp hết mức có thể rồi. Có vẻ như kết thúc rồi. Tụi mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Riley, mình nhớ cậu quá đi. Một khoảnh khắc buồn, mình sắp khóc rồi. Mình có quá nhiều ký ức thấy gớm. Nhưng cái này coi bộ vui ha. Mấy cậu dám bỏ cuộc. Riley cần tụi mình. Chờ đấy, mình có ý này. Mình sẽ đưa mọi người ra ngoài. Cậu tính làm gì vậy? Theo mình tới tự do. Tự do rồi. Đi thôi, mình cần phải cứu Riley. Tại sao cậu ấy lại làm tất cả những chuyện này? Kế hoạch thành công. Giờ thì không ai có thể ngăn mình điều khiển. Phew, được cứu rồi. Thắng rồi. Ô, là cậu sao? Kế hoạch thất bại rồi. Nghỉ ngơi đi. Tớ cần kiểm tra thi thể. Chắc chắn phải có manh mối ở đây. Đó là gì nhỉ? Dừng lại. Đây là ký ức của hạnh phúc. Chúng ta sắp biết được chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi. Tuyệt lắm, mọi người. Chúng ta đã làm rất tốt. Sắp chuẩn bị xong cho sinh nhật của Riley rồi. Nếu tớ không kịp treo biển thì sao? Tớ có thể phá hỏng cả bữa tiệc. Thật kinh khủng. Bình tĩnh nào, cậu có đủ thời gian mà. Đúng vậy, tớ có thể làm được. Xấu hổ ơi, ra đây đi. Tớ ngại quá đi. Được rồi, lần sau mình sẽ thử lại. Chán nản ơi, thấy sao nè? Bật chế độ tiệc tùng level max. Có tinh thần đó, chiếc bánh sao rồi? Chiếc bánh đau buồn nhất thế giới đã làm xong. Ủa, hả? Riley của chúng ta đang lớn lên. Cậu ấy sắp 13 tuổi rồi. Sớm thôi, cậu ấy sẽ trở thành bà cụ bạc đầu. Còn lâu mới tới chuyện đó mà. Hãy nhớ lại hồi Riley còn nhỏ đi. Không đời nào. Được rồi, nếu các cậu đổi ý thì đến làm tách trà nha. Tớ sẽ để chiếc bánh ở đây. Wow, ước gì mình trở lại tuổi 13. Đợi đã nào, đừng động vào bánh. Chúng ta phải đợi một tí nữa. Đến lúc thắp nến rồi. Bật lửa của tớ đâu rồi nhỉ? Mọi người lùi lại. Úi, hãy thử lại nào. Bật lửa của tớ hết ga rồi. Giờ làm sao đây? Ủa mà, giận dữ đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy đâu không? Không biết nữa. Cứu! Hung thủ là... Wow, tuyệt dữ. Rõ như ban ngày luôn. Tội ác diễn ra khi đèn tắt. Tất cả đều trong diện tình nghi. Nhưng tớ sẽ thẩm vấn cậu ta trước. Tớ hả? Nhưng mà tớ có làm gì đâu. Rồi sẽ sớm biết thôi. Cầm cái bảng đi. Chắc chắn có gì đó hiểu lầm rồi. Cho tớ về đi mà. Ngồi xuống. Cậu bắt nhầm người rồi. Tớ quá xấu hổ để giết ai đó. Đó chỉ là lời bao biện của cậu thôi. Cậu không lừa được tớ đâu. Tớ biết cậu đang nói dối. Nhưng tớ đâu biết cách nói dối. Cơ hội cuối cùng. Khai thật đi. Được rồi, đừng rọi đèn nữa. Đây nè. Đây là ký ức của tớ. Hãy cùng nhau xem đi. Tớ nghĩ mọi chuyện diễn ra như vậy. Giận dữ đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy đâu không? Không biết nữa. Wow, ai tắt đèn vậy? Đây là cơ hội của tụi mình. Búa ơi, làm việc đi.
không còn ai làm giọng sếp nữa, mình sẽ là cảm xúc đứng đầu. Ui da, đau quá. Ai đánh tớ vậy? Là búa của lo lắng. Sao nó lại ở đây? Cậu định làm gì? Dừng lại. À, đừng mà. Cứu. Hung thủ là... Cậu ấy bảo hung thủ. Như các cậu thấy đấy, chuyện là như vậy. Tớ vô tội, hung thủ là lo lắng. Cái giả thuyết này thú vị đó nha. Xin lỗi nha, nhưng tớ phải đi rồi. Xấu hổ thích tưởng tượng thôi. Đứng yên, cấm cử động. Ủa là sao? Tớ bị tình nghi hả? Các cậu muốn tớ vào tù ư? Nhưng tớ sợ không gian hẹp. Ngồi xuống. Sao lại có còng tay? Là trò đùa gì hả? Cậu đang giỡn với tớ sao? Mấy câu nói vô tri đã đủ rồi. Tập trung đi. Tớ nghĩ hung thủ là cậu. Cậu hiểu lầm rồi. Hãy thú nhận một cách thẳng thắn đi. Thẳng thắn gì cơ? Vấn đề là tớ có làm gì đâu mà nhận. Tớ không nghĩ vậy đâu. Mọi người biết chiếc búa là của cậu. Đừng có nói vòng vo nữa. Đừng giận vậy mà. Hãy cùng xem ký ức của tớ nào. Tớ nghĩ mọi chuyện là như vậy. Giận dữ đâu rồi ta? Có ai thấy cậu ấy đâu không? Không biết. Wow, ai tắt đèn vậy? Kết thúc mọi chuyện tại đây đi. Hạnh phúc ồn ào quá rồi. Linh hồn người anh hùng chịu đựng những nỗi đau trong quá khứ. Mục tiêu của cậu kìa. Tuân lệnh của cậu. Ơ, cậu bảo mục tiêu hả? Trốn đi, nữ hoàng của tôi. Đừng lo, sẽ không ai làm hại cậu được đâu. Khi nào đèn mới sáng trở lại nhỉ? À! Chiến đấu vì nữ hoàng. Cứu hung thủ. Tội nghiệp ghê. Thấy chưa, tớ có bằng chứng vô tội. Hung thủ là chán nản. Nghe thuyết phục đây. Nghiêm túc hả? Thật nực cười. Đứng yên và đừng cử động. Thấy ớn quá. Xin luôn đó. Cậu muốn chụp nhiêu thì chụp. Ngồi xuống đi. Cậu đang lãng phí thời gian của tớ đó. Đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Tớ đã nhìn rõ con người của cậu rồi. Chán nản là hung thủ. Là cậu ấy. Cái cậu này phiền quá nha. Cái này sẽ khiến cậu khai ra. Tớ biết phải làm gì rồi. Đưa đây. Trả điện thoại cho tớ. Thế giới bên ngoài thật kinh khủng. Tớ đang ở đâu đây? Đó là gì vậy? Tớ cần thông tin. Được rồi, tớ sẽ kể. Đây là ký ức của tớ. Mọi chuyện là như vậy. Giận dữ đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy đâu không? Không biết. Wow, ai tắt đèn vậy? Riley, vui vẻ không tốt đâu. Phải thay đổi chuyện này. Miếng bánh dễ thương ghê. Hạnh phúc ơi, ăn bánh không nào? Cảm ơn nha, cậu thật tốt bụng. Để tớ ăn thử. Ui, tớ thấy không khỏe lắm. Bảng điều khiển là của tớ. Cứu, hung thủ là... Thật kinh khủng, là ai làm? Và các cậu không tin tớ. Hung thủ là buồn bã đó. Biết rồi nha. Tớ không bao giờ làm vậy cả. Sao cậu dám? Một tấm hình nữa cho bộ sưu tập. Sao lại như vậy? Hạnh phúc là bạn của tớ mà. Tớ sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy. Ngồi xuống. Bỏ mấy thứ này ra khỏi tớ đi. Nhìn cậu ấy kìa. Tỏ ra vô tội cơ đấy. Nhưng mọi người đều biết cậu là hung thủ. Tớ tưởng tụi mình là bạn bè. Đừng có mà dụ dỗ tớ. Tớ không có giết ai cả. Nước mắt của cậu không gạt được tớ đâu. Được rồi, tớ sẽ cho cậu xem ký ức của tớ. Chúng sẽ chứng minh cho tớ. Mọi chuyện là như vậy. Giận dữ đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy đâu không? Không biết. Wow, ai tắt đèn vậy? Đã đến lúc ngừng ghen tị với hạnh phúc rồi. Cậu ấy quá hoàn hảo.
Mình phải loại bỏ cậu ấy. Tưởng tớ quá hiền để đánh nhau hả? Tớ sẽ cho cậu biết. Tớ muốn làm chuyện này lâu lắm rồi. Đến lúc kết thúc trận đấu này rồi đó. Sao mọi thứ xoay vòng vậy? Cuối cùng thì không ai để ghen tị nữa. Cơ, hung thủ là... là ai đã làm vậy? Như tớ vừa nói, tớ vô tội. Hung thủ là ghen tị. Động cơ của cậu là gì vậy? Tớ vô tội mà. Không đủ thuyết phục. Cười đi. Chúng ta cần điều tra chuyện này. Đây là bẫy đó. Chúng ta cần nói chuyện. Có quá nhiều kẻ tình nghi trên bảng. Cậu không cần đến tớ đâu. Đừng cố đổ lỗi cho người khác. Hãy khai thật đi. Cậu chính là hung thủ. Là cậu ấy hết đó. Tớ biết ngay mà. Các cậu bị lừa rồi. Khai đi. Wow. Ước gì tớ có thể trở thành cái đèn. Đừng có mà đổi chủ đề nha. Được rồi, xin lỗi. Tớ sẽ cho cậu xem ký ức của tớ. Điều này sẽ nói lên sự thật. Hãy xem chuyện gì đã xảy ra nào. Giận dữ đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy đâu không? Không biết. Wow, ai tắt đèn vậy? Cậu ấy đối xử với mình như đồ vật vậy. Mình là con người mà. Quá đủ rồi. Chuyện gì vậy? Thao Chi, cậu siết chặt quá rồi đó. Tớ không thở được. Cứu. Hung thủ là... tớ không thể xem được nữa. Giờ thì cậu biết tớ không phải là hung thủ rồi chứ. Cậu biết trước hết rồi. Sao cậu không nói sớm hơn? Xin lỗi nha. Chỉ là tớ thấy mệt với việc ghen tị với hạnh phúc thôi. Nhanh lên, có lẽ vẫn còn cứu được. Chúng ta cần tháo cái túi sát thủ đó ra khỏi người cậu ấy. Tớ có thể thở tiếp rồi. Cậu đi đâu vậy? Hạnh phúc, cậu vẫn còn sống. Cậu ấy yêu cậu như vậy. Sao cậu lại phản bội cậu ấy? Đến lúc nhớ lại khởi nguồn của mọi thứ rồi. Không. Nếu các cậu đổi ý, cứ đến chỗ của tớ nha. Cậu đã bị bắt. Nơi ở của cậu là ở trong tù. Đúng vậy, đi theo tớ. Các cậu đã sẵn sàng tham gia bữa tiệc chưa? Bắt đầu thôi nào. Cảm xúc của mình sao lại thế này? Mình nên thấy vui chứ. Là sinh nhật của mình mà. Mình sẽ chơi game yêu thích. Chờ chút đã. Mình phải thắng. Nhận lấy này, Miss Delight. Chưa chưa? Hả? Sao không được nhỉ? Cái gì? Thua rồi. Mình bị hút vào thế giới ảo này rồi. Học hả? Mình không muốn đâu. Phải vượt qua màn này trước đã. Hả? Sao cô lại ra được vậy? Cúp học là không được. Giờ thì con đã thấy thế giới thực sự là như thế nào rồi. Không có mơ mộng được đâu. Cô làm gì vậy? Không. Đi nào. Chỗ này đáng sợ thật. Mình đang trong trò chơi sao? Hay là ngoài đời thực? Không hiểu nổi luôn. Một tờ giấy. Mình được nhận nuôi rồi hả? Không, đừng là bà cô này mà. Miss Delight. Kinh dị quá đi. Đến đây nào. Đừng sợ. Ta là thần hộ mệnh của con. Chúng ta trốn trong mấy cái hộp này đi. Cô ta sẽ không phát hiện ra đâu. Nhanh lên. Ý kiến hay đó. Mong là cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc. Hít một hơi thật sâu nào. Cứ bình thản trong những dịp hỗn loạn thôi. Ôi, con bé phá phách quá đi. Muốn chơi trốn tìm với cô hả? Không có ai ở đây hết. Đi thôi. Này, đợi con với. Có một biển báo ở đây. Lối thoát. Chắc chắn là cánh cửa này rồi. Vào thôi. Nó không mở được. Chờ chút. Đây là khóa cảm ứng. Cần phải đặt một bàn tay vào thì mới mở được. Nhưng tay của con không vừa. Đợi chút. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi. Có thể là tay của ta sẽ mở được. Có chuyện gì vậy? Sợ là không được rồi. Không. Chúng ta sắp thành công rồi mà. Có lẽ chân dài của ta sẽ mở được. Ôi trời, chúng ta phải làm sao đây? Phải động não thôi. Chắc chắn phải có manh mối nào đó. À, ở kia. Chú có thấy không? Chìa khóa giải câu đố. Giống trong truyện trinh thám hồi đó vậy. Nhanh lên. Đúng ha, gợi ý cũng rõ nữa. Còn có chữ ký ở đây nè. Nhanh lên, xé nó ra đi. Bằng VSH. Cần phải có đầu phát đặc biệt.
Ồ, nhìn kìa, trường này có đủ thứ đồ linh tinh hết. Chúng ta có bật nó lên không? Tất nhiên rồi, nếu chú biết cách. Theo trực giác thì chú có ý này. Ồ, Huggy Wuggy kìa, cậu ấy đang ở trong một cái tủ. Và trong tủ... À ha, chú nhớ ra chưa? Ừ, giờ chúng ta chỉ cần tìm ra cái tủ thôi.